À, cho nên là không biết, tại vì quý vị biết đời vô thường, có thể là một lát tôi xuống mà tôi tắt thở rồi sư phụ ở đây làm đám cũng không chừng, và có thể qua bên kia tắt thở cũng không chừng, có thể là xuống máy bay tắt thở cũng không chừng. Cho nên là bây giờ tôi xin có lời vĩnh biệt quý vị, và chúc quý vị lúc nào cũng được nhất tâm cho tới vô niệm, và lúc nào một năm tràn ngập niềm vui ở bên thầy, lúc nào cũng vui. Mà tôi thấy quý vị vui quá trời, lúc nào cũng cười toe hết trơn à, chưa thấy ai phiền não hết trơn. Xin tạm biệt anh và bạn. À, để chị đừng có nói người ta hiểu lầm, tưởng chị là tạm biệt đi luôn, không có phải chuyện đó. Tức là chị đi thăm một số bạn bè Phật tử của chị, của sư bà ở Busa. Rồi chị đi chơi cho đã đi, khi nào mà thỏa mãn rồi đó, rồi em sẽ bút vé chị đi qua mấy cái chỗ nào mà chị muốn nổi tiếng nữa. Chẳng hạn như em bút vé chị cho đi Bồ Đề ha, những cái chỗ nào mà em biết á, rồi chị cứ đi, chứ không phải là dành, không bây giờ đi. Dạ thưa thầy, chắc chắn là sẽ đi chơi nội chiến, mà chắc chắn là xuống máy bay ở Tân Sơn Nhất cũng 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 có áo sao vàng, còn không thì được nhập thất. Cái vấn đề bây giờ nhưng mà tôi là tình nguyện, thành ra tôi không có sợ, nếu mà sợ tôi không bước. Không, không có gì sợ, người đó vô niệm là còn gì mà niệm sợ nữa, thấy không, không có gì sợ nữa. Con sẽ hỏi, nhưng mà thầy nói vấn đề này thầy biết con hỏi. À, cái vấn đề quý vị thấy rõ, tôi muốn sở dĩ cho mời sư bà lại đây, một người chị của tôi, chị tinh thần, mà đã đến đây một người chị rất là tội nghiệp, đã hy sinh cho các đứa em khổ trong thời nguyên chiếu, mà như vậy đó, bây giờ qua đây thầy cũng rất là vui, thấy chị vẫn khỏe mạnh, chị vẫn có đầy đủ những cái tình thương, mà quý vị bảo đảm rằng với cái nhìn của chị đó, cái từ trường của chị đó, làm cho quý vị thấy cảm thấy nó những cái vị sư mà đào tạo trước 7 năm á, mà qua đây đó, và một cái vị mình sư mà đào tạo sau 7 năm khá không? Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là tôi muốn chị tôi lên nói những cái khổ mà cả thầy trò chúng ta, sư phụ và gần như là chị với tôi, tức là hai chị em chúng ta đã khổ, để cho đệ tử thấy rằng tụi con có phước báo quá nhiều đi. Mà hả, mà sao người ta ở Việt Nam thời đó là chị em mình khổ gì thiếu, mà đệ tử của em bây giờ nó khổ gì thừa. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba đó, mẹ muốn nhấn mạnh đó, tại sao cái bà già đó bả lại được giảng sanh? Vì bà có 8 đứa con bả nuôi, mà 8 đứa con đó tới giờ cuối đó, vì cộng vô lại bỏ bả đi đói, rồi chị của tôi mới đem về, sư bà mới đem về mà nuôi. Như vậy đó là có cái gì, bà đã cắt được trong 12 nhân duyên là chữ ái cắt cái bụt, phải không? Cái ái cắt cái bụt mà trong 12 nhân duyên đó bà không còn cái là luyến ái con cháu. Còn tụi con gì đứa nào cũng thương, nghĩa là nó bất hiếu là không bất hiếu, mà nó trọn tình cũng chưa trọn tình, thành cái dở ương ương đó, cái gì bỏ thì dương mà thương thì tội. Do đó bà đó là đi vào cái gì, nhìn thấu buông xuống tự tại từ duyên niệm Phật, và bà là gì, buông xuống bà đã có cái gì nữa, bà không có gì nữa, mất chồng đã mất, 8 đứa con đã bỏ, về đây sư bà này cho một cái trái đó có cần giữ không, không có mất gì hết. Chỉ có một cái là mỗi ngày cho được một tháng có 10 lít gạo, thì 10 lít gạo ai cho không, ông này trong chồng. Còn quý vị vô đây á, chị nhìn cái nhà nào mà nó có cửa sắt ở ngoài, chị thấy không, là trong đó vàng 4 số 9. Chị cái gì có ăn à, ăn hoài cái gì không, không làm lỡ chị đó. Cái phước báo tụng kinh niệm Phật như vậy, tôi nói cho rõ quý vị nha, tôi á, tại vì bà già này á, bảo mà 8 đứa con đó mà bà còn chưa chắc là danh sạch đâu, phải không, bà cắt được cái 12 nhân viên là cái ái, kế đó là không có gì để mất hết á, thấy không, không có gì để mất hết. Thầy nói người này sao giống Đức Phật quá, Đức Phật bỏ hết ngay già, bỏ vợ bỏ con, rồi con vô đừng ở bả cũng ở trong cái chòi, thành ra cái đó là cái điểm rất là quan trọng cho con đường tu hành. Thầy nói để cho thấy tụi con đang ở cực lạc mà tụi không biết đó, tụi con muốn ăn hả, trong kinh được làm sao vậy, sáng sớm ha, nghĩa là đi nghĩa là muốn có qua thì xè ra qua. Nhưng mà em nói thẳng với chị đó, ở trên cõi cực lạc đó, tu một ngày một đêm ở hạ phẩm hạ sanh á, ha, là mấy triệu năm ở đây lần, mà trong đây mình tu một ngày một đêm nên mình vượt qua 1000 lần. Tại sao? Tại đệ tử em mấy bà già ở đây chân thì mỏi, gối thì mòn, phải đào đất rồi phải tưới phân rồi phải bỏ phân cho cái hoa, nó phải mất bao lâu quý vị, có khi cả tháng hai ba tháng mới có cái hoa, mà có cái hoa đó rồi danh cũng mập, thành ra công đức vô lượng. Còn bên kia muốn qua xè rớt xuống, xè rớt xuống, xè rớt xuống, ai cũng làm được, mà cái gì cũng được thì có công không quý vị? Không có công. Từ nay ở trong này chúng ta sẽ là trồng qua trồng này kia, và chúng ta dâng lên ở đây, tôi bảo đảm ở trên đó mấy cái người trên nghe là rúng rúng hết rồi, rúng động hết rồi, vì ở trên đó là xe là có, xe là có, còn ở đây phải cố phải không, đúng không quý vị? Ở đây còn nước nhiều không à.
chê là chỉ có phước và đức, đây là có công và có đức. Nhưng mà quý vị biết không, mình mà được về trên đó tức là ngay bây giờ mình đã bỏ băng rồi ha, thành ra cho nên mình về bến mình có mình xài thôi, cho nên lên cái xe là có. Nhưng mà quý vị nhớ nè, Phật nói đó, quý vị nhớ nè, quý vị nhớ khoan, quý vị khoan hắn. Nếu mà quý vị quên Phật á, nói thì tôi nhắc cho quý vị nghe, vàng hộp xoàng á là rắn độc đó, vàng á là rắn độc, nhưng mà hộp xoàng á là rắn cặp lông nữa đó, chứ không phải rắn thường đâu. Tức là nó mổ một cái là chết liền, mà chết là không kịp ngáp, thì nó đâu có dịp mà nhìn con cháu mà giả từ ai. Thà bằng chết vì rắn hộp xoàng. Thành ba là cũng đeo hộp xoàng hết. Sư phụ đừng có nói vậy, nên tại vì sư phụ chưa chứng tha thông thông, không biết các vị mà ta đã vô đây, tức là ta đã quyết chí rồi người ta mới vô đây. Chứ nếu mà người ta mà còn mê hộp xoàng thì không ai vô đây đâu. Mà chị nhìn coi, nó giấu ai chứ, nó giấu ai. Dạ em hỏi chị câu đi, vô đây là những người đồng với bậc thượng nhân của họ, mà tại sao nó làm hai ba lớp tượng phá vậy? Bây giờ cô hỏi cô Phật Anh, cái sâu chiều phá cô bao nhiêu cái? Cô Phật Anh là phá cho cái chiều phá đó. Sư phụ á, kỳ quá à, cứ tự nhiên cứ đem kê đệ tử vậy không á. Rồi... Để cho nó nhìn thấu, nó buông bớt một sòng vô đi. Không, hèn chi mà có mấy người ta phản ứng, người ta đi, người ta rêu rao trên này kia là đúng sao? Rồi. Tại vì sư phụ đập cái kiểu đó, búa tài sồi té rồi qua anh em không. Chị mà đi ngang cái nhà nào đó mà nó dài dài cửa sắt không à, tức là trong đó ba con rắn nó bự lắm á. Nhưng mà cô tin rằng quý vị đã về đây rồi sẽ có cách hàng phục ba con rắn đó. Tại vì ba con rắn đó mình mới có mặt. Trời, nó chạy ra là khổ gần chết, chị kiếm lại. Cho nên là tôi tin tưởng, tại vì tôi cũng đi mấy chùa kia rồi mà tôi không dám nói đi, chắc mà tôi đi ngang đó người ta quánh chết. Nãy giờ chở em có mấy ngày mà thấy cũng khá rồi đó. Gần, nó như gần bự thì đen, gần đen sao. Nhưng mà cái kỳ đó, tôi vô đó có một cái chùa đó gọi là nổi tiếng chống cộng. Mà hỏi tôi vô cái hỏi tôi, cái tôi nói tôi rất cảm ơn Cộng sản. Tôi nói mấy người đó ra sợ tôi đánh, tôi nói nếu không có Cộng sản á, là tôi không bao giờ, tại vì hồi đó tôi đi dạy học không thôi, tôi dạy trường Bồ Đề, không có Cộng sản là tôi không hề biết quốc, không biết phản, là thứ nhất. Thứ hai là tôi không biết ăn đậu là gì hết, và thứ ba là tôi không hề biết đào giếng mà làm nhà. Quý vị biết tôi là một người nghĩa là dốc đặc cắn mai, là không có biết gì hết về phong thủy, mà hay tôi đào cái giếng nào là nước ngọt mà xài cho tới bây giờ, chính là bây giờ đó lấp đi nhưng mà vẫn để cái ấy xuống để hút lên xài. Mà giếng của tôi đào chỉ có 5 thước là nước rất trong và rất ngọt, đi thử ra được đạt tiêu chuẩn. Chị đang nói là bây giờ tụi nó nổi bộ đi ra chủ là khe Cộng sản, nhưng mà nghe kỹ nè, cảm ơn Cộng sản quốc gia thì cho dân Việt Nam chúng ta biết sướng, còn cảm ơn Cộng sản cho đồng bào Việt Nam miền Nam biết khổ. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Tôi biết ăn mộ, tôi biết làm nhà, tôi biết đào giếng, tôi biết két đất bằng đất là đều nhờ Cộng sản hết. Tôi nói được. À, chứ nếu mà không, hồi xưa là tôi không bao giờ biết độ. Tôi nói thiệt. Không biết ăn độ nhờ, cảm ơn bác hồ với anh độ. Tôi nói thiệt cho quý vị nha, tôi ăn tôi điệu lắm. Nó hồi nhỏ là tôi ăn mà cơm mà chà bông mà cơm gión gión tôi không ăn. Cho nên là mắc quả báo sau này là ăn cơm cháy ra. Cơm khô thôi đó, ra nó ăn còn bị người ta giật mắt đó. Nói cái gì nói cái đó là đụng chạm lắm đó nha. Nếu mà không có Cộng sản thì tôi chưa biết mở lòng như vậy đâu. Bữa nay là đầu tiên. Hồi đó giờ tôi chưa biết nghĩ kiếm Cộng sản nó có cái ơn gì để mà mình đề ơn hết. Khi này tôi nhớ được, cảm ơn chị nha. Thì ngày hôm nay vào tượng đài tri ân Cộng sản cho tôi biết anh độ, biết khổ. Có cái ơn chứ. Không mà thì ra nếu mà không có Cộng sản thì tôi không biết làm gì thiệt. Nhưng mà nhờ khổ quá không có ai hết. Mà hồi đó là tôi sợ với tôi khổ như vậy nè. Tại vì tôi thấy các em còn nhỏ, hồi đó mình tu mình sướng quá, mà bây giờ các em vô khổ tôi tình nguyện làm hết. Xin lỗi quý vị chứ nhà vệ sinh mà nghẹt á là tôi phải thọc tay vào tôi móc. Móc không được tôi phải nạy nó lên để thọc tay tôi móc cho hết, cho nghẹt, cho các em xài. Còn đi thế mà mình chưa có gia đình á là phải đóng góp một năm là một tháng
nghĩa vụ lao động, tức là đi phát rừng. Mà ở dưới tôi được 36 đứa là tôi đi hết. Đến nó mà vô cái ông đấy, hôm nay bà đi cho tên nào đây? Tức như là 36 là 3 năm trời tôi đi là toàn một mình tên tôi đi thì nó một mình tôi mà 36 là tên. Nhưng mà tại vì mình không có tiền, hồi xưa có tiền cho nó là khỏi đi. Mà nó nghèo quá, đi cái nó giao một khuẩn rừng như thế này nè. Nó giao ví dụ là 15 ngày, nguyên gốc của tôi có 3 đứa thôi. Từ đó mấy đứa con phụ làm với cô đi. Mình làm sớm á, 15 ngày mình làm 3 ngày xong á, mình về mình còn cốt ruộng. Chứ mình làm là phải đem gạo đi ăn. Mà tụi tôi không có gạo ăn á, đi rồi biết vô rừng là hái tàu bay, rau dịu, cỏ trai, rồi luộc lên rồi ăn với cơm. Rồi bắt ra rồi đặt nấu. Còn nó làm cái xà ngủ bự vậy nè. Rồi mấy đứa thanh niên á, nó chơi, nó nhảy, nó đeo đu trên cái đài vậy nè, nó nhảy xuống cái là hai đầu vô mạng cục. Thì nam nữ cái là trộn luôn. Cái tôi đâu dám nằm đó, tôi phải dăng cái giống ngoài gốc cây ấy. Dăng cái giống hai cái nó gần với nó giống cái ô nằm giống như nó con sâu hút của vậy. Như vậy đó mà đi suốt ba mấy năm trời thành. Bây giờ tôi nói thiệt quý vị, tôi ghiền giống lắm. Tôi đi đâu tôi thấy giống là tôi cũng mê. Sư bà thích giống. Không phải thích mà tại vì suốt ba năm nằm võng như vậy đó, riết rồi nó quen. Nó mát cái lưng. Như vậy ai có giống không? Nhà tôi không có giống không? Chứ đưa đưa liền, có đưa liền hết. Dạ thôi đừng có được. Chị sẽ có 30 cái giống. Thôi, nếu mà vậy thì chắc là mê ở đi luôn rồi không có gì. Không sao, ở luôn đi, được không? Được ai ở luôn, chưa trả hết nợ thì nó không thể ở được đâu. Nhưng mà có thể nếu mà tôi mà cũng bận áo sao giặt thì tôi cũng qua đây. Thấy quý vị nào mà quên tôi nói, nè tu đi để cho thầy được danh tiếng là có đệ tử, khi đi biết từ giã mà đi, không cần thầy phải đưa đi. Bây giờ mời quý vị thức ăn thì tàu đói ngồi ngồi cái đó nó nói trời ơi, bảo tôi nói hoài nó tùm lum hết quá cũng chết. À Di Đà Phật, cho mời chị xin bà hồi hướng rồi sao em xả giới cho mấy được. Di Đà Phật, nguyện đem công xà giới rồi xuống ăn cơm. Mời tất cả tụi con thắp nhang để thầy xà giới cho tất cả hết vậy. Sư bà biết đầu giếng thì sư bà đào giếng dưới cái làng. Trời cái giếng này. Thấy chưa? Thì tử lưỡi dân thông minh nữa. Dạ thưa với bà thượng là hồi đó có 5 năm tuổi, bây giờ mà. Bây giờ đang nhờ sư bà đào giếng cho làng để đỡ thì. Đâu mê chứ. Đúng rồi, hiểu quá. Đâu mê luôn. Dạ xin mời tất cả quý vị nào xã giới vui lòng bước ra trước bàn thờ Phật. Dạ xin mời bước lên đây. Quý vị nào là xin xã giới. Quý vị tất cả xã hết. Xã hết. Xã hết. Xã hết cho người bắt. Dạ những người nào mà tôi bắt con trai cái xã giới quý vị. Dạ. Dạ bắt con trai xã giới. Thầy cho xã hết tất cả quý vị tôi bắt. Để có thời gian. Dạ. Sau đó chúng ta xuống ta ăn sáng rồi 10 giờ lên trở lại. Thời sau giờ ngọ, nhưng mà trong lúc Phật sắp nhập niết bàn, Phật có nói rằng này A Nan, có những giới luật nó phù hợp trong đời Như Lai còn tại thế, có những cái giới luật nó không phù hợp sau khi Như Lai đã nhập diệt, các ông hãy tùy ý để mà hợp lại. Tất cả Như Lai ra đời chưa bao giờ bắt một người đệ tử nào vào đây để thọ ngũ giới, mười giới, tỳ kheo thì theo ni giới. Mà tất cả những cái giới đó là những cái hàng rào
để mà giúp cho những người đến với Như Lai sẽ không bị đọa vào ác đạo. Cho nên giới pháp của ta mà chế ra là đem lại an lạc cho chúng sanh, chứ không phải đem ra để làm đau khổ cho chúng sanh. Do đó con coi như là ơn chiêm trong đức lời khai thị của Hòa Thượng Ân Sư. Sau này con ra hoàn pháp, pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp. Đức Phật nói rằng trong 49 năm ta chưa thể thuyết một lời, có nghĩa là ngay cái thời Đức Phật còn đại thế, tăng đoàn không có chùa chiền, không có bếp núc, cho nên đi thọ trai thì người ta cúng cái gì ăn cái đó. Cho nên các hàng tỳ kheo được người ta cúng đồ mặn thì ăn đồ mặn, cúng ăn đồ chay, đồ chay, không thể nào đòi hỏi phải có đồ chay. Và sau khi Phật xác nhận Niết Bàn thì Ngài nói rằng cái lực mà cho ăn đồ mặn không còn được nữa. Vì bây giờ tăng đoàn đã diễn mạnh, đã có tịnh sát Trúc Lâm, đã có tịnh sát Kỳ Hòa, đã có tịnh sát của bà Visakha. Như vậy từ nay Như Lai cấm ăn, ăn mặn là Phật cũng bị chế. Và trong thời gian này không thời Phật còn nhận thấy không có tủ lạnh, không có những cái đồ lưu trữ đồ ăn. Nếu đệ tử ăn những đồ đó sẽ trúng động và trở ngại về tu hành. Trong thời gian Phật bắt con trai, con vui vẻ cho tất cả hàng đệ tử của con, miễn làm sao là tâm an, miệng quan hỷ, lúc nào cũng an lạc. Vì đây là thế giới cực lạc chứ không phải là thế giới cực khổ. Cái nhân cực lạc thì cái quả cực lạc. Đệ tử con vô đây mà tu bị gò bó tù túc thì cái quả gì về là ở đâu? Hôm nay tôi nói rõ cho quý vị, nhiều người gặp tôi sau thầy tại không bằng những cái chỗ khác, nhiều người lần đầu tiên vô đây thầy nói để khai thị cho người đó. Một thở nọ có một thầy tỳ kheo vào trong đường rồi đi thấy một ngoại đạo, nó tu khổ hạnh và ông chế ra một cái pháp tu là nguyện cả đời chỉ cưới một giò. Thì Như Lai nghe cái tin đó, ngài kêu thầy vợ luôn căn đầy đủ là có phước, ông tu đời này ông chỉ tự nhiên có hai chân, ông lại nguyện cả ngày đứng một chân thì kiếp sau ông sẽ mất một chân. Rồi có một vị tỳ kheo là nguyện cả đời coi như là không bao giờ mà ngủ nằm ngủ ngồi. Thì Phật nghe tin Phật nói đây là một cái con đường không phải trung đạo, hả? Sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái xác thúi có gì mà công với tội. Con cóc không bao giờ nằm không có gì, con cóc không bao giờ nằm, con cắn có ngồi không có gì. Tu cái hạnh mà không bao giờ nằm ngồi hoài thì về đâu trở thành con cóc, mà tu cái hạnh mà nằm hoài không ngồi trở thành con gì? Con rắn. Thành thầy trò chúng ta lúc đầu làm cóc thì làm, mà lúc đầu làm rắn là đâu, đạo là lưu thông. Lục tổ vậy đó, cái đạo là lưu thông. Còn việc cộng và cái đường khá nó tắc phải kêu là ùn tắc, tu không có ùn tắc. Chúng ta tu đạo là lưu thông, cái gì mà bị trụ là chết. Bởi vậy Lục tổ nói tâm vô sở trụ, tức là không trụ vào cái gì hết, cái gì mà thấy nó làm cho chúng ta chướng ngại được tu, cái đó là sai. Thành hôm nay con tuyên bố xin sám hối tất cả những cái gì mà con quỷ kiến để làm cho đệ tử con an lạc. Mà con bảo đảm họ vào đây họ an lạc, họ quan hỷ thì cái quả gì họ về cõi nào quý vị? Cực lạc. Những người vào đây không phải là một đời mới tu, những người vào đây đã từng, nghĩa là ở trong vô lượng pháp hội, ở trong nào vị nào mà đã từng nghe danh hiệu kinh diệu pháp đi qua chưa, nghe chưa? Nghe rồi. Đã từng nghe một bài kệ bốn câu ở trong kinh Kim Cang chưa? À, cái gì mà có tướng giai thị hư vọng, nghe chưa? Dùng âm thanh, dùng sắc tướng mà mãi mãi không là tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai, nghe chưa? Nghe, nếu mà vì đã nghe những câu đó thì Đức Phật đã nói, chứ không phải thầy Tâu Lai nói. Đã từng ở trong vô lượng pháp hội nhưng mà tái sanh trở lại quên, quên rồi nhưng mà học giống nó không mất. Bây giờ người ta ở các ngôi chùa nợ nần chồng chất, vô tới đây thầy trụ trì bị áp lực nợ, cái từ trường nợ nó làm cho đau khổ người đệ tử. Còn vào trong đây quý vị muốn ăn là có ăn, muốn mặc có mặc, tất cả mọi thứ quý vị còn thua gì những cái việc lạc, hả? Muốn ăn có ăn, ăn cơm xong đi đâu? Đi kinh hành. Mà trên này còn hơn trên đó, cái là tam bộ nhất bái, tam bộ lục bái, hả? Ở trên này đủ thứ chuyện. Đây chúng ta đã bước vào cái gì quý vị? Biên địa cực lạc là đây rồi nè. Chỉ cần có quý vị hướng tâm nhìn thấu buông xuống, như cái bà già mà sư bà đã nuôi, cắt đứt cái con cái của mình là cái nghiệp ái, còn duyên thì lo,
hết duyên thì thôi, giá như vậy, nhưng mà gặp con không như, cái đó là cũng là kẹt vào cái tánh thoát không. Chắc có cũng ổn, chắc không cũng không. Con đến và thương, con đi thì tự nhiên diễn dưng, thổng than vào chợ. Đó là nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật. Tu bác quan trai cũng vậy, nhìn thấu buông xuống, tùy duyên thọ thực. Đó là con xin với Đức Diệu Sư, xin Ngài từ bi chứng minh cho con. Tại sao vậy? Ăn chưa được dược thực, cái bệnh đói là cái bệnh nặng nhất. Ăn uống thuốc gì bệnh ung thư cũng không bằng bệnh đói. Có những người uống tới nay là 80 tuổi là hết bệnh chưa? Chưa hết. Bệnh tham hết chưa? Chưa hết. Mà ăn không được á, mất ăn một miếng thì sao? Lộn gan lên đầu. Do đó con mới xin Phật dược sư. Ăn dược thực của cái chùa kia là chỉ là bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh cholesterol. Mà con xin Phật dược sư xin ăn dược thực. Tức là đứa nào mà còn tham sân si một chút, đứa đó được ăn mà không phạm tội. Được không? Dạ được. Lúc này có ai hết tham sân si chưa? Dạ chưa. Như vậy, ăn trị bệnh, dược thực kỳ này con tuyên bố rõ. Kể cả con, mà hắn mà còn một chút xíu tham thì cũng còn bệnh. Mà còn bệnh thì càng uống thuốc. Mà uống thuốc gì? Thuốc là đồ ăn, phải không? Dược thực. Ăn là thuốc để trị bệnh hao gầy. Kỳ này mình cũng nói rõ. Phật chế tiêu tăng thường tồn ngũ quán tất tâm tầm thổi đến chiến năng tiêu. Nhưng mà con nói rằng, nghĩ tới gì? Ăn á, là không phải tham đắm mùi vị. Ăn là để trị bệnh hao gầy. Ăn là để trị bệnh đói. Đói rồi niệm Phật được không? Hả? Đói rồi niệm Phật không được nghĩ tới gì? Nghĩ tới đồ ăn. Thì như vậy làm sao? Thà là ăn mẻ 5 phút đi nhưng mà rồi á, 24 tiếng đó, thoải mái, đúng không quý vị? Đúng không? Bây giờ hỏi cho một người đói và một người no, người nào niệm Phật thanh tịnh hơn? Người nò, thấy rõ chưa? Thành ra con bây giờ, con không có tiền giới mà chỉ con thỉnh Đức A Di Đà, Đức Bổn Sư và Đức Nghĩa Dược Sư làm giới đạt. Rồi những vị Bồ Tát này, mà Bồ Tát thì thương chúng sanh không? Dạ, thương. Do đó con chỉ lập giới, con không có tội gì đâu này, bao nhiêu ngày rảnh con không có biết. Rồi, quý vị lắng nghe đây. Hôm nay quý vị trở về chủ xứ làm bổn phận ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, chồng và con. Thì bây giờ quý vị ở trong chùa là cực lạc. Quý vị đem cực lạc gì vậy? Quý vị đem cái từ trường quan hỷ. Mình muốn đi mà con cháu nó về tự nhiên. Hồi xưa mình chưa tu, mình đi cái về mình cái nhà sau giờ. Bây giờ mình về, mình biến quá thân trở thành một Bồ Tát để mà hút bụi. Mình về mỗi lần mình nói: này cha nội, tại sao để cái sinh này chết nữa? Thì bữa nay sau khi mình là nhân dân cũng cực lạc, lên đó làm gì? Con nguyện về cái phước cực lạc để làm gì? Sau khi mà con nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, phải không? Quan Thế Bồ Tát, quý vị nghe Quan Thế Bồ Tát lại thuyết pháp không? Phải không? Con sẽ phát nguyện trở lại quế độ. Quế độ là đâu? Quý vị đang ở cực lạc, quý vị về nhà là quế độ ta mà. Đụng chồng, đụng con, đụng viên. Con xin tình nguyện là quý vị Bồ Tát sẽ là gì? Sẽ rửa chén, sẽ giặt đồ, sẽ thay tả, mà miệng vẫn cười đưa qua. Như vậy quý vị đã trở thành ra là thượng thiện nhân của cực lạc, làm Bồ Tát xuống cái độ. Mà giờ hồi xưa không vô đây thì thấy khổ, mà giờ vô đây thấy sao? Về làm mà gì? Làm gì cái nguyện, chứ không phải gì cái nghiệp. Công đức vô lượng. Như vậy chỉ cái tâm thôi. Ngày hôm qua là giả so, ngày hôm nay là Bồ Tát. Con dâu hồi xưa nó chữ thì mình dạy. Bây giờ con chữ đi con, trời đưa đi con, chửi đế rồi mai mẹ tăng cái hồ son. Cái sao tăng vậy thì nó là con rắn tập, nhưng mà nó không lấy được sự phụ ạ. Như vậy đó là quý vị nhớ. Bây giờ xả giới nè, thầy xả cho quý vị cái giới đầu tiên là không nằm giường cao chiếu rộng. Thầy xả cái giới thứ hai là không ăn phi thời, mà đây là ăn hộp thời nha. Xả giới thứ ba là không dâm dục trở thành không tà dâm, không? Rồi như vậy đó, từ đây quý vị cái giới không trang điểm trở thành là coi như là dục quyền trang điểm. Chiều nay lúc mà 10 giờ lên đây tôi muốn thấy quý vị môi thì đỏ chết, mẹ thì xanh lè, không? Rồi xe lông mặt, nhổ lông mày, mi nghe lên cho tôi coi đẹp một chút. Trời ơi, Bồ Tát đẹp không quý vị? Bồ Tát đẹp không? Bồ Tát đẹp, tại sao mình tiền có được làm mà mình lại xấu? Thật ra tu không phải là làm cho xấu. Người nào để tiểu thần đây, càng tu càng đẹp thì mới được làm. Càng tu càng xấu là vậy đâu quý vị?
về Africa. Như vậy đó là từ nay tôi bảo đảm không có tháo cái bàn tay nào mà tôi thấy vừa ý như cái bàn tay này. Quý vị đồng ý không? Tu rất nhỏ nhưng mà công đức lớn. Thank you.
năm luôn. Để chi? Để mà người ta biết trước người ta lo, phải không? Tức từ từ nó ổn định rồi, tôi lên cái lịch trình, quý vị cứ nhìn lịch trình. Sàn với đại Indo sư phụ về ngày nào tháng tháng 10, tháng giêng về ngày nào, tháng 2 về ngày nào, tháng 3 về ngày nào, tháng 4 về ngày nào, phát tu thế nào. Kể cả là Di Đà bên condo tôi cũng lên lịch luôn một năm luôn. Như vậy để khỏi có rắc rối, lịch trình có sẵn trên trong web. Chỉ có cái chương trình tu học là thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Lời nói như vậy, nói từ nay thầy phải đưa vào cái hệ thống này vào hoạt động rất là tốt. Tôi rất là vừa lòng, tức là kỳ này về đây đã điều chỉnh được cái ban điều hành. Và chúng ta đã củng cố lại tất cả những cái gì. Thành ra trong cái quả nó có cái phúc. Khi mà bầu cử đó, tôi có cái thiên lệch là tôi muốn cho bác sĩ Gia đắc cử. Lý do là sao? Vì có những cái tư tin mà nó viết dĩa rồi, nó nói là tôi đang có âm mưu cấu kết thiện hội để mà lật đổ, để mà đưa cái làng này vô tay Hồng Đức và đưa vào trong tay ông Tệ Đỉnh. Hiểu chưa? Thành ra vì lý do đó mà tôi muốn rõ ràng là bác sĩ Gia là cái người xứng đáng, là chưa từng đứng ra nhiệm kỳ nào hết. Mà nếu mà tôi để cho thiện hội tự động mà nó đắc cử á, là coi như là tụi Việt Cộng nó lại đánh vô. À đúng rồi đó, thấy không? Những lượng phản nào nó nói vô tình đây là xáo trộn nữa. Rồi những lời loa nói lại, nói qua nói lại làm buồn tai đến giám bác sĩ Gia và cô Diệu Dân. Lúc đó sẽ giận và bỏ làng. Rồi thêm một bác sĩ và một dược sĩ bỏ làng. Quý vị có thấy cái nguy hiểm đó không? Hả? Hả? Ai là người thiệt hại? Chính quý vị chứ không phải thầy Thông Lai đâu. Giờ hiểu chưa? Tôi hy sinh, bị mất mặt, bị làm lỗi. Nhưng mà để chi? Để bảo vệ cái sự đoàn kết. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị thấy rõ cái nhìn của thầy không? Tôi nhìn cái cán cân tôi biết liền tại sao thiện hội nó được uy tín. Vì trong thời gian tôi bị đánh phá ở làng Di Đà, ở bên Condro, thời gian bị đánh phá dưới center, thiện hội là người lên đây hàng ngày để mà vận động, an ủi các cụ, để mà tâm sự. Có phải như vậy không? Thành phần như vậy là đã được cái tâm lý chiến, thành ra được cái phiếu rất là nhiều. Mà cái tình trạng ngày hôm qua tôi không dám tiến cử ai hết. Tôi thấy tiến cử 16 người. Trong 16 người đó mà đương nhiên thiện hội nắm phiếu, thì đúng như là cái lời của mấy cái người kia, ông thiện quả nói thầy Thông Lai cấu kết với thiện hội để mà đưa Hồng Đức và ông Tệ Đỉnh vào ở trong control hết cái làng này. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì vô tình từ đó cái là từ ngay Lý Giang tự nhiên do Phật tử bầu. Rồi lúc đó họ lại giật dây, họ gọi bác sĩ Gia đó, ông thấy không? Đáng lẽ ông đắc cử, đáng lẽ này kia, nhưng mà đây là có sự ân phe. Thì bác sĩ Gia tiến ra tiếng vô Việt Cộng tiếp tục gửi vô, ta buồn thì bỏ cái phòng mặt đó, ai vô khám đây? Tôi khám đâu được, thấy không? Tôi trị tâm bệnh mà bác sĩ Gia trị thân bệnh, đúng không quý vị? Thành ra rồi Việt Cộng đó, bây giờ thêm một bác sĩ bỏ, phải không? Rồi bắt đầu lúc đó cái chuyện bắt đầu nó lại thọt hàng. Nó nói bây giờ tại mày nè, tại chồng mày có hàng giận quá, tại mình mà bác sĩ Gia có hàng bỏ luôn phòng nha. Tôi làm sao tôi nhổ răng cái gì được? Tôi chỉ nhổ răng không đau, chứ răng đau tôi nhổ không được. Thấy không? Răng không đau á thì thầy nhổ được, mà răng đau nhổ được. Quý vị thấy rõ, nếu mà không nhìn sáng xuống nó quýnh tan nát cái làng này luôn đó. Thấy rõ chưa? Hả? Sư phụ phải ra tay liền bầu cho bác sĩ Gia. Mà tôi cũng không cho Hồng Đức và ông Tệ Đỉnh nắm một chức vụ gì trong trưởng đoàn hết. Cứ việc làm bình thường, tôi phải nhảy vào vô nắm đó. Bây giờ tôi đưa ông Tệ Đỉnh lên, rồi nó đúng là mù. Mà đưa Hồng Đức lên, nó nắm âm mù. Bắt đầu nó rỉ tai, nó nói là Hồng Đức là đi này kia mà đứng đầu mấy ông này chết. Rồi bắt đầu mấy phe bà Tám mà thấy Hồng Đức bắt đầu triệt hạ Tệ Đỉnh. Rồi mấy cái phe Tệ Đỉnh thì bắt đầu vậy đánh qua đánh lại tan nát hết. Thành ra cái đó quý vị thấy tôi rất là khổ. Ngày xưa Phật Phật Pháp không có cái đó. Mà bây giờ tôi chỉ cần xê xích một cái nó phải nát cái làng này hết á. Hả? Quý vị thấy rõ không? Mà tôi khi mà tôi đưa lên đó, ba người Diệu Dân, Thiện Hội, Thiện Trí, là tôi nói rõ ba người đó hồi xưa chỉ là họ bất đồng ý kiến với nhau chứ không có đụng chạm gì với sự phụ có quý vị. Trong việc làm việc, thành thật nói Nam Mô A Di Đà Phật mỗi người một tật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát mỗi người một khác, Nam Mô Đại Thế Chí mỗi người một ý. Thành ra đó là không có cái gì mà là phiền hết. Thành ra tôi không, nếu mà tôi vote cho Thiện Hội đó thì tôi phải vote cho Diệu Dân và vote Thiện Trí để người ta không có đụng tới cái đau khổ. Thành ra tôi vote bác sĩ Gia, ông này xưa giờ chưa nằm vô bò, phải không? Mà bác sĩ Gia mà lật thua một cái đó, Việt Cộng nói rồi, Việt Cộng nó sẽ rỉ tai liền. Nó kêu vợ bác sĩ Gia, thấy chưa hả? Ông thấy không? Âm mưu này đáng lẽ là chồng cô thắng, mà tại vì thầy Thiện Hội nó đi hiểu sao, là người ta anh không được lên phòng mặt,
Anh không lên phòng bạch là sao? Ai thiệt mà hại đây? Ha, bắt đầu rút lui. Thì lên được hạch rồi, cái bắt đầu nó gọi qua con Hằng, nó nói nè, người ta đổi thừa tại vì thiện hội và con Hằng mà làm cho bác sĩ ra bỏ. Con Hằng từ ấy bỏ luôn, đóng luôn, không cần lên, bộ mình cứ ngu hả? Thấy không? Quý vị thấy ai tăng đó? Nhìn trước dùm cho thầy đi. Tất cả sự việc gì thầy làm, điều gì quý vị chứ không gì thầy đâu. À, tăng nát hết á, thấy không? Từ nay khi mà sư phụ làm cái gì á, rồi quý vị phải nghĩ. Sư phụ thì sinh con mồ côi mất mẹ sớm nhưng mà cũng không có đến nỗi khờ lắm, cũng biết. Còn cái ngày qua mà bác thân hộp á, mà bác là giám đốc đài truyền hình của Việt Nam Cộng Hòa, những ngày cuối cùng bác lên bác nói là tôi mừng gần chết, đó là trúng bánh đó. Tại vì bác á, là cái người cứu tôi. Trong cái ngày đi dự lễ hoặc là dự diễn dỗ gì với thầy trường, bác là đi chứng luôn cái thầy trường và cô thân giải luôn. Thành ra những cái chuyện mà nó rumor nó tôi không có dính líu gì tới bên kia là tôi không biết, chứ với cái bà thượng ân sư là nó láo. Mà làm sao mình mong minh đây, chính ổng lên ổng cứu tôi từ đó. Ổng là cái người đưa tôi về ở cái thất của thầy hàm trường ở trên Seattle. Cái thất đó chính là cái tiền đóng góp của cô thân giải cho trên đó, tôi ở tu trên đó là cũng đó. Rồi đi qua kia là chính như hai vợ chồng này cứu tôi, hai vợ chồng này, chính ông thân hợp này, cái ông hồ ba đó, ổng là coi giấy tờ của tôi. Từ đâu tôi đã có tiền, tôi có bạc triệu, ổng coi rồi, ổng rất ghét thầy chùa. Mà ông coi rồi, ông nói đúng như vậy á, ông phải là cái người mà có tài sản rồi ông đi tôi mới cho. Còn nếu mà ông nói láo, ông nói ông giàu vô đây, ông giàu xong xin tôi 400 nữa đi, tôi bỏ hết rồi. Tức quá đưa giấy tờ ông kiểm rồi cho 400. Trong đời tôi không cúng thầy chùa nào cúng ông á. Tại vì tôi thấy ông có tiền rồi, thành ra cái chuyện đó tự nhiên và thượng đẩy thì trả lên và bắt lỗi thầy, để cho bạch quá vấn đề những người đánh phá. Thì thầy đó là cái phước của thầy chứ không phải là cái quả. Thấy không? Cái gì thấy có hộ pháp hết á. Tôi vừa lên tôi sám hối. Cái tội của con là thiếu đức độ. Thành ra mình để đệ tử mình mới nói nó không nghe. Phải không quý vị? Quý vị để con ra mình nói mình vô phước là sao? Quý vị con mình nó ra bác sĩ kỹ sư, mình cũng thương yêu, mình cũng cho nó đi học, mình cũng lo đủ thứ. Nhưng mà nó ra nó hư hỏng là mình nói sao? Dạ con vô phước. Đúng rồi vậy? Vô phước tức là mình không có phước. Còn tôi cũng vậy, mình lo cho đệ tử, lo từ A tới Z mà nó phản mình thì mình nói sao? Con thiếu đức độ. Thầy không có lên án ai đâu. Từ ngày quý vị nghĩ thầy chưa đuổi một người đệ tử nào ra khỏi hệ thống này hả? Thầy dữ dằn như vậy nhưng mà khi đệ tử chữ thầy nghe thầy nhận liền chứ không có tả, không có tả đũa nha. Thầy dữ dằn mà không có dữ dằn với việc cộng chứ không có dữ dằn với đệ tử của mình. Nhớ kỹ cái điểm đó, thể hiện thôi. Nhưng mà rồi đó ổng lên ổng nói tôi hỏi còn ai thấy cái lỗi của tôi nữa không? Thì cái ông đó tôi hỏi hai lần ổng nói có. Hả? Trò chơi dân chủ cái này lúc tôi nghe cái chữ trò chơi dân chủ là tôi lưỡng da gà rồi. Mấy bạn nghe cái đó là sensitive liền. Lúc đó tôi biết bắt đầu sắp có chiến tranh đánh lên, người ta nghĩ cái ông đó là cộng sản. Nhưng mà không phải, đó là một giám đốc đài truyền hình của Việt Nam Cộng Hòa. Cái mặt ông dám đưa ra trên bằng nghĩa để cho thấy rằng lời nói ông là sự thật. Và cái người này dám bắt lỗi thầy là cái người này rất thẳng tính, đúng không quý vị? Thành ra tôi phải xác nhận ông. Ông đã thấy tôi đã có tiền triệu từ thời gian đó không? Ông nói có. Tôi đưa băng statement cho coi có không? Tôi đưa giấy thuế Santa Clara County cho ông coi hai cái thế. Lúc mà thì tắt tên tôi có không? Tôi đưa cái ID cho coi không? Thấy không? Tôi đưa cả cái giấy mà tôi tốt nghiệp từ Berkeley ra, tôi làm một năm bao nhiêu tiền, tôi đưa coi có không? Có. Đủ rồi. Buông hết. Buông hết rồi bây giờ. Ồ, được, nó đúng. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính quý vị, kính sư thượng, tôi là Thân Hộ, hôm nay đệ tử của ai? Đệ tử của thầy Hằng Trường. Rồi, chúng thầy. Để, theo cái dòng của thầy Tiên Hóa đó, đệ tử của thầy Tiên Hóa là dòng Hằng. Còn nếu mà đệ tử của thầy Hằng đó là đặt là Thân, cho nên vợ chồng tôi là Thân Hộ, vợ tôi là Thân Giải. Đối với Hòa Thượng Tiên Hóa tôi là đời cháu. Tôi xin kể như thế này, tôi xin trước mặt các Đức Phật, trước mặt quý vị, tôi xin xác nhận rằng tôi thấy rõ ràng tài sản của thầy Thông Lai lúc đó chỉ là một sa di ở tại chùa. Mà cái chuyện mà đưa tôi về cái chùa đó thì thầy đã kể là tôi còn muốn xe ông mua xe mới đó quý vị, không làm mất bây giờ quý vị.
Nhưng mà khi tôi ở đó, thầy Tông Lai có kể những cái khó khăn của thầy thì thôi. Không, đừng nói ra. Không nói ra. Nhưng mà khi mà tôi thấy không, thầy những cái gì mà xấu xa trong chùa mình kể trong môi chùa dạ, không, dạ, nói không, 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 không nói ra, tôi không nói ra thầy. Không nói chùa nào, tôi chỉ nói chùa lại. Dạ, nhiều người đã hỏi tôi chùa nào tôi cũng không nói. À, không nói, tôi chỉ lại được không, không nói đó. Tôi cầu để cứu tôi. Nhưng mà tôi muốn xác nhận như thế này nè. Trước khi mà tôi mà giúp thầy Tông Lai không phải là tự nhiên tôi giúp đâu. Tôi hỏi thầy đưa tôi coi thầy là có thể nói là triệu phú đó. Triệu phú đó. Lúc tôi còn sa di á. Dạ, còn sa di đó mới vô thôi. Chứ không phải là sa di mà lâu năm nữa. Nhưng mà tôi hỏi thầy một câu. Thầy có tiền thế mà giờ thầy hết cần tiền. Tại sao thầy không về sư nói con với vợ thầy đưa cho thầy. À, phải không? Cái câu mà nghĩa là chữ nhé. Thì thầy trả lời tôi như thế này. Khi tôi đi á, tôi cho vợ con tôi hết. Giờ tôi nhất quyết tôi đi. Nếu mà tôi bây giờ mà tôi trở về á, mà tôi xin tiền vợ con tôi là tôi giết cái chủng tử Phật ở trong người của tôi nó. À, tôi thấy ông này được rồi. À, giờ tôi nhìn thấy à, sao cái ông này giống cái chủ thọ của Đức Phật ca quá vậy? Đang là giàu sang, cảm nó bỏ hết đi. Thì tôi nghĩ đây là một vị dân tu đó. Vì thế mà tôi mới giúp. Và tôi về tôi nói với vợ tôi, nên giúp ông này. Mặc dù ông là sa di, nhưng mà đừng khi một sa di sau này sẽ là một người hữu ích cho quốc gia. Và tôi xin phát nhận cái gì một lần nữa, để khỏi ai có thắc mắc gì nữa. Xin cảm ơn. Tôi chỉ xác nhận là một lần nữa, có phải là khi mà cái thất ở trên núi mà có thầy Hiền Trường, mà chính cô thân giải khi thầy Hiền Trường mà hòa thượng điều thầy Hiền Trường để dịch cái bộ kinh Hoa Nghiêm là tiền bạc của cô thân giải là lên quy y lúc thầy Hiền Trường học thất, mà sau này chính tôi vào ở trong cái thất của thầy Hiền Trường, có phải không? Dạ đúng vậy. À, vỗ tay đi. Bởi vì chúng tôi là đệ tử có thể nói. Rồi được rồi, vỗ dĩ không cần biết. Tôi với thầy Hiền Trường, một thầy Hiền Trường là bị hòa thượng từ, còn tôi á là có thuộc loại là ân sư cứu mạng thôi, tôi nói rõ ân sư. Tôi không phải, nếu mà tôi đệ tử trực tiếp với hòa thượng là những hàng, phải không? Nhưng mà ân sư còn hơn là bổn sư nữa. Không có hòa thượng, giờ này tôi chết rồi, ha? Đủ rồi bác. Còn tôi xác nhận, ông có phải ngày 30 tháng 4, ông là người quay cái show để cho Dương Nhân Minh đọc diễn văn bản đầu hàng không? Nói đi. Dạ. Ông có phải là người điều hành cái hệ thống đài truyền hình lúc đó? Là ông là cái người thứ hai trong cái đài truyền hình Việt Nam Cộng Hòa, tất cả bỏ chạy và ông không phá máy móc, ông để cho Dương Nhân Minh đọc cái bài văn bản đầu hàng. Lúc đó là tôi trách nhiệm không những truyền hình mà cả truyền thanh và cả điện ảnh nữa. Đó, dữ dội lắm. Là tôi ở lại tới cái ngày chót. Giám đốc điện ảnh truyền thanh truyền hình của Việt Nam Cộng Hòa tôi với giấy phép muốn làm phim vào ông này nè. Dạ. Cái ngày chót tôi ở lại vì xin lỗi quý vị, mình nói là cái tôi thì nó không tốt. Không, tôi muốn ông nói để tiếng nói ông có giá trị, chứ ông không phải là một cái người mà vô danh tiểu tốt. Nhưng mà mình nghĩ á, mình trách nhiệm hàng ngàn nhân viên chứ không phải là một hai chục người, mà mình như vậy mình bỏ mình đi thì chúng tôi được một cái giáo dục từ nhỏ tới lớn là cái danh dự là trước nhất, không thể nào làm mất cái danh dự bản thân mà bỏ chạy. Nên tôi ở lại cái giờ chót. Trong cái giờ chót của tôi, sự thật với quý vị đó, tôi định là nếu mà tôi biết trước cái tình hình nó rất nguy ngập, chứ không phải là tôi không biết, tôi định nghĩa là rút trở về Cần Thơ để mà kháng chiến tiếp nếu mà Sài Gòn thất thủ. Trong cái chuyện tính của tôi đó, thiếu một chữ, hai chữ là đầu hàng. Vì thế ngày tối 29-30 đó, Dương Nhân Minh tuyên bố đầu hàng thì chúng tôi kẹt lại những chỗ ở tại Sài Gòn, không còn làm gì nữa được hết. Và tôi cũng phải đi dở lịch như các vị khác. Tôi xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn bác đã đối lên những lời để mà cho xác định lại những cái chuyện đánh phá của họ. Và đây cũng là đâu là sự thật. Rồi bây giờ để không mất thời giờ quý vị thì giảng tiếp cái vấn đề mà ai trói buộc chúng ta mà chúng ta cầu giải thoát. Bây giờ thầy mời tất cả quý vị Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư
để mà thầy bắt đầu thuyết pháp, thời gian nó không tắt cái quạt giùm thầy không, để nó bay giấy tờ có thể. Mời quý vị niệm Phật, giờ để thầy bắt máy để thông. Chuẩn bị nãy giờ online đầy đủ chưa Hồng Đức? Dạ đủ. Ủa nãy giờ nói người ta nghe hết hả? Nghe hết. Tôi có cái tật rất là khiêm tốn, dạ. Nhưng mà nói để khoe thôi. Rất là khiêm tốn nhưng mà nói để khoe vậy. Bây giờ trở lại vấn đề cái nguồn gốc mà dẫn thầy trò chúng ta để trầm lâm trong cái luân hồi sanh tử là cái gì quý vị? Lo khoe quá rồi quên khoan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư của pháp tu lễ an vị tôn tượng ân sư Thượng Thiên Hạ Hóa. Một cái pháp tu nó không có nghĩa là lớn nhưng mà nó rất là viên mãn. Cái đề tài tôi giảng trong mấy ngày trước là coi như ai trói buộc chúng ta mà cầu giải thoát, thì bây giờ tôi đi tới cái phần số 2, trở lại vấn đề cái gốc mà dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử là cái gì, là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Và cái cửa để chúng ta thoát ra khỏi luân hồi sinh tử là cái gì quý vị? Cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao vậy? Lục tổ này nói một câu này: bạc hết các duyên. Bây giờ tôi nói bây giờ cái duyên con mắt. Đầu tiên, mắt thấy sắc là dính mắt. Tôi hỏi trong này tất cả những cái người đã từng có gia đình mà giờ đây quý vị nhìn lại cái ông chồng, nhìn lại cái bà vợ, rồi có những lúc mà mình không hiểu xã hội, không hiểu sao mà nó mình thương cha này, có không quý vị? Có không? Rồi nghĩ lại không hiểu tại sao mình thương cái hồng niên bà vợ mình, thì lỡ rồi. Khi mà hiểu ra sự thật, cái hạnh phúc nó không phải là cái gì như mình tưởng, đúng không quý vị? Khi mà tôi nhớ nhỏ, đứa nhỏ mới sinh ra, cái hạnh phúc của nó là cái gì? Khi mà đứa nhỏ nó khóc, mới vừa lọt lòng trong từ một ngày cho tới mà một tháng, lúc đó đứa nhỏ nó khóc cái gì, đưa vàng nó đến đâu? Đưa xe nó đến hồng, đưa nhà nó đến hồng, bầu sữa mẹ. Hạnh phúc của đứa nhỏ lúc đó chỉ là có bầu sữa mẹ mới dỗ được nó không, có không quý vị? Rồi khi mà đứa nhỏ mà nó lớn lên rồi đó, nó bắt đầu nó biết đi rồi đó, cái hạnh phúc của nó là không phải là mình ẵm nữa, bây giờ ẵm nó không cho đâu, mà nó sẽ chạy, nó phá chỗ này, nó phá chỗ kia, có không quý vị? Hạnh phúc lúc đó là cho nó thả xuống nó chạy, rồi lớn lên cho tới khi quý vị vô tiểu học. Thì những cái học đó là tiểu học, quý vị nghĩ là vô trung học. Thì khi mà vô trung học, quý vị đang học ở lớp 10, lớp 11, thì quý vị nghĩ ngày nào mà mình tốt nghiệp high school, ngày đó mình sẽ thoát khỏi cái sự kiềm kẹp của cha mẹ. Cái ngày mà tốt nghiệp high school, trong này có những đứa đã từng rồi, ngày đó mình được ra riêng. Mình nếu mà nhà mình ở San Jose thì mình không học San Jose State, mà mình sẽ học ở đâu? Mình học ở dưới LA, UCLA. Nếu mình ở UCLA, mình không muốn ở đây, mình sẽ ghi danh học UC Davis, đúng không quý vị? Để chi? Để được xa khỏi cái sự kiềm kẹp của ông già, bà già, lạc hậu, lỗi thời. Tiếng Anh thì cũng thua mình, lái xe thì cũng thua mình, mọi sự đều thua mình, computer cũng thua mình, mà dạy mình là dạy cái gì? Có không quý vị? Từ đó, nhưng mà rồi khi mà tụi con, sau khi một cái buổi lễ ra trường, tụi con lấy cái bằng cấp, rồi tụi con bắt đầu get ra vào trong học ở UC Berkeley, UCLA, UC Davis, San Jose State, tất cả những trường, hoặc là Arizona University.
thì cái mơ tuổi giàu đó được hạnh phúc, nhưng mà không phải. Vì hồi ở high school học là tà lè phè, rồi mình vô đó mà trời ơi, học ngày học đêm, học không có thời gian ngủ. Như thời gian tôi qua đây thì tôi đã tốt nghiệp ở trung học đại học ở Việt Nam rồi, nhưng mà khi đó tôi vào đây thì tôi phải học ở Điện Sa College Cần Thơ để lấy cái bằng. Hai năm đó trời, nó dạy college dễ quá, toán Mỹ nó dễ ẹt là mình học sinh Việt Nam Cộng Hòa mình dạy toán sao quý vị, rất là giỏi. Mình trở ngại cái đường sinh nữ, vô đó trời ơi, mình làm chè ta, mình bắt đất từ Mỹ ấy. Bắt đầu vô đại học rồi mới biết mùi, học ngày học đêm, học đến nỗi không có thời giờ để mình suy nghĩ, có không quý vị? Cái hệ thống University Hoa Kỳ nó dạy kinh khủng lắm. Thành ra từ đó mình tưởng vào đại học mà nó nhận được rồi ha, trường UC Berkeley mà nhận là mình nghĩ là thiên đường, vô đó chẳng thấy thiên đường, chỉ thấy là địa ngục, ăn không yên, ngủ không yên, lúc đó ngày đêm trồng cái đó ráng cài để lấy cái bằng cấp. Lấy cái bằng cấp rồi chưa chắc đậu mừng, chưa được cái hạnh phúc nó vừa chưa được nếm, thì bắt đầu phải qua cái cửa ải step bon, phải bắt được cái step bon mới ra làm bác sĩ, làm nha sĩ, phải không hằng ha? Trời ơi, thì như vậy mà áp lực dữ lắm. Rồi mình nói đậu được cái bằng mạch, đậu được cái bằng lái xanh để mở phòng dental, để mở phòng bác sĩ, tưởng là hạnh phúc đã đến, tưởng thiên đường đã đến, nhưng mà thiên đường có thấy không cái gì? Bắt đầu student loan nó gửi về, mở thư ra, bắt đầu mở phòng mạch, phòng nha, đã cộng một cái student loan 500.000, mở phòng mạch, máy móc xét ra vài trăm ngàn nữa, cái nợ gần 3-4, cả hơn nửa triệu bạc. Thì lúc đó bây giờ thấy từ ông kỹ sư, những bác sĩ, những bà chủ tiệm này kia, hay là những phòng luật sư, họ ôm cái nợ gần cả 1 triệu đô la nhưng mà làm rồi không đóng thế, lại mua cái nhà để cho tương đương với ông bác sĩ, là đi hồi xưa còn học sinh, đi cái cầu đô la, bây giờ đi cái Mercedes cho nó tương xứng. Càng ngày chúng ta càng cái nợ này chồng nợ kia chồng nợ nọ, mắc bởi vì dòm kỹ những người nào mắc nó sâu hút hết rồi à. Tại sao? Mắc sâu hút bóng thiên đường, tìm hoài không thấy thiên đường, phải không? Một ngôi làng nhỏ, lá ràng rơi rơi, chiều chiều nghe tướng chôn ngăn, thân tâm buông xả, an cư niết bàn tại đây nè. Quý vị, người nào mắc hút sâu hút á, tìm thiên đường không ra. Thì bây giờ tôi đi sâu về vấn đề, có phải là hồi xưa đó mình thấy cái cô đó đẹp mình mới dính mắt vào? Nếu mình không thấy cô đó đẹp thì làm gì mình khổ? Hồi đó vợ con thấy vợ con đẹp không? Rồi về ngủ không yên phải không? Rồi có phải là lúc đó con nhắm mắt là thấy mặt đó không? Mà bây giờ thầy biểu con nhìn Phật A Di Đà, con nhắm mắt là con thấy ngài không? Thầy bằng vợ con so sánh hai ảnh, một bên là vợ, một bên là A Di Đà, nhớ ai? Dạ vợ con. Đó, như vậy con chết con đi về đâu? Dạ chết đi về vợ con. Về vợ con. Nhưng mà trong mắt, tai, mũi, lưỡi của vợ con, cái nào mà con mê con đẹp nhất, con khoái nhất? Chắc mắt con mê chứ cái môi. Nếu mê lỗ mũi đẹp không? Bây giờ nếu con mê có lỗ mũi đó, lúc mà không tập trung mà con chết á, con sẽ làm con dòi trong lỗ mũi vợ con. Còn con mơ mà cái miệng của vợ con đẹp á, con sẽ làm con sâu ở trong cái răng của vợ con. Như vậy đâu, nghĩ chỗ nào nghiêng về chỗ đó. Thành ra có phải là Phật nói cái căn, cái gốc của đau khổ là cái gì? Là dính mắt phải không quý vị? Mà nếu ngày đó con mà không dính mắt thì giờ này con đâu kêu vợ con là cái tù không? Mà chưa kể nó là chỉ là cái mắt thấy sắc là mê, mà mê cái mắt gì? Con mắt bồ câu ha, cái môi trái, cái tim, rồi cái mũi gì? Cái mũi dọc dừa. Nhưng mà khi mà nó chửi con là con thấy sao? Con mắt gì? Con mắt ốc bù. Cái mũi bẻ, bẻ dừa. Cái miệng trái, nó chửi con cái miệng nó sao? Nó cu, nó chéo. Thấy không? Còn khi nó gặp con nó cười. Thì như vậy, khi thương á thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì bò hò cũng méo. Quý vị thấy rõ đó chưa? Chân lý rõ ràng. Thì như vậy đó, Phật nói thấy sắc mà được chính mắt thì xong rồi. Nghĩa là con bây giờ đó, con vô con thấy cái cô đó đẹp, nhưng mà con đừng đem về thờ thì sao? Mãi mãi con cá mà sảy là con cá gì? Là con cá quý. Mà tình chỉ đẹp khi còn gian dở, phải không? Quý vị thấy rõ không? Vì lý do đó mà chúng ta đã bị con mắt nó lừa gạt. Mà chẳng những nếu mà cái mắt không mà gặp cái người mà nói tiếng mà tiếng Quế nữa nha. Còn cái Quế nói tiếng hay không? Hay không? Nghĩa là con gái thần kinh mà đúng dân thành nội, nó nói là rụng rúng, tôi nghe tôi cũng rụng luôn. Người Quế mà người đất mà đất sức thần kinh
mà ở trong thành nội đó nha, nó nói là mình thần kinh liền luôn á. Thấy không? Bởi vì thần kinh thương nhớ. Mà ơi mà, hôm nay con đi ra chợ, con thấy cái anh Tế, ôi chao ơi, mà dễ thương lạ rồi. Chao ơi, mà ơi mà, con thấy anh cái Thiệu Quỵ bị đồng quân anh Vượng đó, mà Vượng này không phải là khỉ đâu, Vượng này là thịt Vượng. Mà ơi, từ khi con lợn tới chơi với trường, con chưa bao giờ biết tương tính. Đúng đúng không? Người Nam á, thì họ nói cái chuyện không có bằng người Quế, phải không? Nhưng mà khi mà nó chửi là kinh khủng đó. Bây giờ tôi phân tích nha, người con gái người Nam á, làm sao? Dễ thương ha, à, thương ai là tôi biết liền, phải không? Chạy vô nói sao? Bữa nay sao mày có ăn cơm hai? Má này má, nãy thì con đi bán hồ dịch lộn mà con đi ngang cái kia, hỏi sao? Con thấy có cái anh chứ quý vị đồng quân tên là gì, họ có hỏi gì? Dạ, Hồ Nguyễn. Hồ Nguyễn Dượng, mà ông có tiền. Ông có tiền mà, ông mua con có hồ dịch lộn à. Nhưng mà, ông ăn rồi cái ông cứ ngọn dồn và cái con bán ông hụt nữa mà con thấy tội nghiệp quá. Cái con cho anh hết đủ, ông ăn hết, tội nghiệp hết. Rồi cái nói sao, sao mày không ăn cơm, con nói nghĩ mình á. Mình thấy mình ở đây mình dư thừa mà anh nên ở tù cải tạo về, tội nghiệp quá. Mà ăn hết hột dịch lộn mà anh còn thèm thường nữa. Con thấy một người sĩ quan biệt động vương mà giờ tội như vậy, thành ra bây giờ con không ăn cơm. Tức là nói khéo thôi. Rồi ngày hôm sau nữa là đi về, cái bà nói, ủa, ngày nay sao mày bán mọi lần mày đem về 500, về đem có 300. Con thấy ảnh là con tội, con giờ hỏi ăn là anh không ăn mà con không, con cho anh tiền tiếp. Rồi cái người Nam mình rất là thẳng thắn. Rồi về cái tự nhiên, ủa sao mày nấu cơm sống vậy mày, con hai. Dạ, con nói thật chứ con nghĩ con mình ăn cơm nên mà mình nghĩ tới cái cảnh ngày qua đó. Con đi bán anh ngồi anh kể là em anh trong tù đó, anh không có miếng trong đời, anh chỉ mơ được miếng cơm. Thì con nghĩ tới con nấu, con nghĩ tới anh không. Cái ông già người Nam, thôi tao biết nó nói gì rồi, kêu lên đây, kêu Dượng vô đây, thấy không? À, rồi coi nó nhò nó cẳng là gã, thấy không? Nói người Nam mình thẳng thắn lắm, vậy là gã, thương là nói thương, thấy không? Còn cái người Quế là không có gì đâu, con nhận không? Nhưng mà người Nam mình về đó thì họ thương nhẹ nhàng mà họ chửi cũng nhẹ nhàng. Còn mà lấy gái Bắc Kỳ nó chửi heo. Ở trong này có người nào mà chửi giống như mình lên qua Hồng Đào lên thì chửi thử tụi con coi. Mấy con gà đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra sao vậy? Tại sao mà có thiên tai bão tố? Bão tố nó thổi vào đâu quý vị? Nó thổi vào miền Trung. Rồi tại sao kêu là cái xứ Nam Eo? Hả? Cái bản đồ Việt Nam mình đó, tại sao kêu Nam Eo cái chỗ đó? Tại vì cái ruột nhỏ xíu à, thấy không? Quý vị thấy ông Phật Di Lặc cái bụng bự không? Bụng bự. Thầy nói người ở miền Trung quý vị thấy họ giàu không? Họ giàu lắm đó. Tại sao? Tại vì cái bụng họ nhỏ xíu à. Họ làm rất nhiều tiền nhưng mà họ ăn rất là ít. Còn người Nam mình á, làm ít mà ăn rất là nhiều. Thầy nói vô đây dòm khỏi cả người Nam, người Bắc thì dòm nè. Dòm cơm, dịu ăn thì biết người Nam hay người Bắc? Hả? Sổ sữa, nhìn con liễu hỏi biết người Nam người Bắc? Người Nam. Phải không? Mà nhìn cô Diệu Diệu Phẩm ở bên Florida biết nhìn người gì? Người Quế, tại vì dân đến thần kinh Nam eo đó. Thành ra là, quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ tôi nói rõ làm cái đồ bánh tét. Cái nhân của người Nam cắt ra cái tự nhìn để biết người nào làm. Người Nam á hả? Mà ăn đồ mặn hả? Cục thịt mỡ tổ bố. Rồi cái ruột thịt đủ thứ có không? Phải không? Còn người Trung sao? Chắc nói hoài rồi cái ruột bằng cái này. Có không? Tôi hỏi sao vậy? Dân Nam eo mà. Còn người Bắc hay sao? Thì người Bắc đó là coi như là Hà Nội 36 phố phường thì nó là làm cái bánh chưng bự chẳng chán, thấy không? À, nhưng mà cái bánh chưng chứ có dội mừng. Nó mời ăn nè. Chẳng ấy khi rồng đến nhà tôi, ôi giời ơi, xin cho con ăn bài tí phước. Nhưng mà nó dọn lên cái bánh chưng thì dạ, mặc dù đói lắm nhưng mà dạ, thượng tỏ no rồi. Chờ lắm, mời lần thứ nhất, nó mời lần hai, chẳng mấy khi thượng tỏ đến đây cho lão này ăn mài tí phước. Thì lúc đó